Vâng, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với video nhận định nhanh thị trường của em Huynh trong phiên ngày 31 tháng 5 nha anh chị. Một phiên giao dịch cuối tháng khá là giằng co và kết phiên chúng ta đã thấy được là áp lực bán gia tăng và đã làm chỉ số VN-Index chúng ta quay trở lại những cái ngưỡng hỗ trợ 1260-1261 nha anh chị. Chúng ta thấy là thanh khoản của thị trường hôm nay là 18.800 tỷ. Với phiên giảm điểm nhưng mà mức thanh khoản chúng ta thấy là thấp hơn khoảng 20 đến 25% so với phiên ngày hôm qua. Thì để đánh giá về những mức thanh khoản này thì theo em là chúng ta thấy là chưa cũng có lực mua bán mạnh nó xảy ra ở giữa vùng này, thì chỉ cần một bên nào nó chỉ gia tăng một chút nó có thể là sẽ áp lực lên chỉ số của chúng ta. Thì chúng ta thấy là nước ngoài tiếp tục là những phiên bán dòng tương đối là mạnh. Hôm nay bán dòng 1.400 tỷ, chúng ta thấy là xuyên suốt là khối ngoại táng dòng rất là mạnh ở trong những cái phiên gần đây. Tập trung lớn vẫn là cổ phiếu Vinhome anh chị. Khi là cổ phiếu là xuyên suốt có những cái pha mò đáy và tác động khá lớn đến chỉ số VN-Index của chúng ta. Liên tiếp là những cú giảm điểm hay là những cổ phiếu trụ như là Vietcombank chẳng hạn. Tiếp tục là những cái đà giảm mà gây áp lực lên chỉ số của chúng ta. Chúng ta thấy là số mã đỏ hôm nay chúng ta là 222 mã, số mã xanh là 198 mã. Nhìn chung thì cũng tương đối là cân bằng nha anh chị. Còn chúng ta thấy là cổ phiếu hôm nay tuy là một thị trường nhỏ là giảm điểm, nhưng chúng ta thấy là những cổ phiếu nhỏ, vốn hóa nhỏ hay là mid cap nó có những cái đà tăng tương đối là ấn tượng, như là thuộc về những nhóm mà ngành hàng tiêu dùng như là ALV hay là GIL của nhóm ngành thủy sản, Thành Công May, rồi ADS, ALV, rồi những cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. Chúng ta thấy là khi thị trường có ở điểm thì chúng ta thấy là vẫn có sự nhen nhói quay trở lại với mức xanh nhẹ của những cổ phiếu bất động sản như là DG, Nova Land, rồi Khang Điền, Nam Long, PDR. Chúng ta thấy là trong suốt quá trình phiên thì cổ phiếu này đa số là đỏ nhẹ, nhưng mà đến những khi mà thị trường bán đỏ thì cổ phiếu lại quay đầu được dòng tiền, nó đỡ giá tương đối là tốt nha anh chị. Thì chúng ta thấy là thị trường hiện nay thì nó có sự phân hóa tương đối là lớn, nên việc chọn đúng cổ phiếu sẽ tương đối là khó nếu như chúng ta không có những cái phương pháp hay là những cái công cụ phù hợp để hỗ trợ chúng ta trong quá trình đầu tư. Hay chúng ta thấy là ngay những cái đầu phiên sáng thì cũng có sự tích cực của nhóm ngành bán lẻ, những cổ phiếu tăng khá là mạnh như là FRT hay là DigiWorld nha anh chị. Đó, chúng ta thấy là những cổ phiếu khỏe thì nó vẫn tiếp tục khỏe. DigiWorld thì những cái đợt trước thì nó vẫn tích lũy tương đối là tốt quanh những cái vùng mà hỗ trợ xin giao găm, thì chúng ta đã có những cái điểm mua tương đối đẹp là quanh cái vùng 62 nha anh chị. Thì hiện nay hôm nay nó gặp kháng cự thì cuối phiên nó có áp lực bán, nhưng mà thêm những cái vận động như vậy là hết sức là bình thường nha anh chị. Thì chúng ta thấy là dòng tiền nó đã chấp nhận cầu vào rồi. Ở những vùng giá hiện tại thì việc rung lắc và tiếp tục bứt phá những vùng kháng cự này thì thêm là hoàn toàn là diễn ra trong một vài phiên tới nha anh chị. Còn như cổ phiếu FLT thì sẽ phù hợp hơn cho anh chị mình em đánh feeling những cổ phiếu vượt đỉnh. Những anh chị em nào mà phải có kinh nghiệm hay là theo những cổ phiếu vượt đỉnh này thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp đánh riêng. Còn đối với quan điểm của em, những nhà đầu tư mới hay là chưa có nhiều kinh nghiệm đánh những cổ phiếu này thì chúng ta hãy là lên quan sát theo dõi hơn là đu mua vào cổ phiếu như vậy anh chị. Chúng ta thấy là có rất nhiều cổ phiếu hôm nay chúng ta là chốt lãi được những cổ phiếu như lợi EVF, chúng ta đã mua được ở rất tốt từ những cái vùng mà khi những cái cây bùng nổ đấy anh chị, thì hiện nay đã tiến đến những vùng kháng cự, thì hôm nay sẽ là những cái điểm nó quay trở lại và chúng ta chốt lời ngắn hạn anh chị cũng được lời là 12 đến 15% rồi. Hay là những cổ phiếu chúng ta mới mua vào phiên chiều ngày hôm qua hoặc là sáng sớm ngày hôm nay, như cổ phiếu View nó cho chúng ta những tín hiệu mua bắt đầu từ phiên ngày hôm qua rồi, thì nếu anh chị em mà không mua ngày hôm qua thì phiên sáng ngày hôm nay cũng đều là những tiền mua mà em khuyến nghị qua những vùng 34.3 nha anh chị. Hôm nay có những lúc mà nó quét xuống cả vùng 34.2 rồi.
thì đây cũng là đều những cái điểm mua hợp lý và là bắt đầu khởi tạo những cái vùng sóng của cổ phiếu anh chị, nên những điểm mua này tương đối an toàn. Hay là những cổ phiếu như ALV có những cái mẫu hình mà nó mới chớm vượt qua những cái vùng cản rất là tương đối là mạnh đây, thì đây sẽ là những cái điểm mua rất là tốt cho anh chị em mình. Thực ra là hôm qua chúng ta đã có những khuyến nghị mua sớm những cổ phiếu như ALV rồi, ở quanh những cái vùng 32.3 rồi. Thì hôm nay nó có bắt đầu nó cho chúng ta những tín hiệu xanh khoảng 4% rồi. Ok, xin chúc mừng anh chị em mình đã theo được cái kèo tương đối là tốt trong giai đoạn thị trường khó khăn như vậy nha anh chị. Với mức thanh khoản này thì hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm. Còn chúng ta thấy là những cổ phiếu yếu như là bất động sản đúng không ạ? Như DG cũng tương đối là yếu, ở nó nằm ở những cái vùng dưới cản này. Thì chúng ta thấy là những cổ phiếu này nó sẽ cần tái tích lũy trở lại để khi nào mà cổ phiếu nó quay trở lại xu hướng mà nó có tín hiệu vượt qua những vùng cản này thì chúng ta sẽ tham gia vào thì sẽ ổn hơn. Còn hiện nay trong ngắn hạn thì nó sẽ gặp rất là khó khăn. Với dạng những cổ phiếu này nó sẽ phù hợp cho anh chị em mà mua nắm giữ trong những cái mục tiêu trong trung hạn, thì chúng ta có thể thấy là khi cổ phiếu nó điều chỉnh về những vùng thấp như là vùng nền 27 thì chúng ta có thể là mở gom dần thôi, có thể là chấp nhận cái rung lắc trong ngắn hạn thì ok, mua gom những cổ phiếu như vậy hay là đất xanh đều nhờ là những cổ phiếu khi nó yếu thì nó thị trường hồi phục thì nó rất rất khó có dòng tiền tìm đến nha anh chị. Hay là chúng ta thấy những cổ phiếu mạnh như là TCH đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là khi thị trường điều chỉnh thì cổ phiếu này nó có điều chỉnh mấy đâu, nó vẫn giữ ở những vùng nền giá rất là cao anh chị. Hay là những cổ phiếu như Nam Long chẳng hạn, đều là những cổ phiếu mà đang ở trong những vùng giá trên cao nhá, kênh giá trên cao làm trên những vùng hỗ trợ lên cái xu hướng của cổ phiếu nó rất là khỏe. Còn những cổ phiếu chớm chớm ở giai đoạn đầu chúng ta có thể theo dõi quan sát và có thể mua ngay như là Khang Điền đúng không ạ? Khang Điền thì chúng ta thấy là cũng đang vận động mà tích lũy rất tốt một hai phiên nay rồi, hôm nay đóng cửa trên vùng 36.2 theo đánh giá tương đối là tốt anh chị, nó kéo rút chân vào cuối phiên. Thì đây sẽ là những cái điểm mua sớm cho anh chị em mình mà yêu thích những cái phong cách đánh cổ phiếu như vậy. Còn là chúng ta sẽ hạn chế mua những cổ phiếu phía dưới. Còn trong phiên hôm nay thì chúng ta liệu có thể là tìm ra những cổ phiếu nào mà đang có vận động mà sát những điểm mua không ạ, để chúng ta có thể là kỳ vọng những cổ phiếu đó sẽ là những cổ phiếu mà tăng mạnh hay là sẽ là cổ phiếu dẫn sóng trong giai đoạn trước. Thì chúng ta phải quan sát và đưa nó vào trong những cái watchlist, những cái danh mục theo dõi ngay từ những cái phiên mà phiên trước đó. Ví dụ anh chị muốn mua cổ phiếu nào trong phiên thứ hai thứ ba đầu tuần sau thì ngay trong tối ngày hôm nay chúng ta phải lọc ra những cổ phiếu mà chúng ta đưa vào danh sách theo dõi có tín hiệu là chúng ta phải mốc ngay. Chúng ta thấy những cổ phiếu của nhóm ngành thép đúng không ạ, nó thì chắc chắn không phải là cổ phiếu khỏe rồi, nhưng mà nó đang ở gần rất sát những vùng điểm mua đúng không anh chị, 21.5 này thì nó đang vận động tích cực thôi để chúng ta mua và chờ đợi, thì đây sẽ là dạng cổ phiếu mà chúng ta có thể mua ngay được. Lam Kim cũng vậy anh chị. Còn nếu như anh chị em mình mà yêu thích nhóm ngành đầu tư công, ok, chúng ta nếu mà yêu thích nhóm ngành đầu tư công thì chúng ta cũng có thấy là thấy cái dòng tiền nó bắt đầu vào rồi nhưng mà chưa tương đối là mạnh và cũng chưa rõ ràng đâu, thì chúng ta cũng có thể là cho vào những cái danh mục theo dõi nha anh chị, như là HUT đúng không ạ, phiên hôm qua là phiên break tương đối là đẹp, thì những cái điểm mua của chúng ta sẽ là những điểm mua test lại nha anh chị, gần tầm càng gần 18.5 càng tốt. Thì những cái điểm mua chúng ta có thể chấp nhận 16.18.6, 18.7 thì cũng đều là những cái vùng giá ok, không quá là xa đâu. Bởi vì tín hiệu của cổ phiếu nó đã cho chúng ta thấy là nó bắt đầu chuyển xu hướng rồi và có dòng tiền hướng theo rồi. Thì đây sẽ là những cổ phiếu mà chúng ta có thể là theo dõi quan sát mua ngay nha anh chị. Hay là những cổ phiếu của nhóm đầu tư công thì em giới thiệu cho anh chị một vài cổ phiếu mà đang có những tín hiệu tích cực nha anh chị. VCG thì nó đang chưa được tích cực cho lắm. Đây, cổ phiếu KSB chẳng hạn, cũng là cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi trong một vài phiên tới, nó đang có tín hiệu mà vượt được qua cái vùng 23.3 này. Khi chúng ta thấy là chỉ cần những cái phiên nào mà nó tiếp tục đánh vượt lên 23.3 này thì chúng ta có thể mua đuổi luôn anh chị. Chúng ta thấy hai ba phiên này thì nó gặp cái vùng này nó đều bị bán quay trở lại rồi, nhưng mà những cái đợt tiếp theo nếu mà có dòng tiền nó ủng hộ thì hoàn toàn những cổ phiếu này nó có thể
vượt những cái vùng cản này, và đó sẽ là những điểm bột sớm cho chúng ta nha anh chị. Hoặc như vùng hiện nay đến chị mình yêu thích thì cũng mình cũng có thể là tham gia lấy vị thế trước rồi. Ok nha anh chị, nó đang ở trong những vùng nền mà tích lũy rất tốt, chúng ta thấy là nó cũng lù lù đi lên, nó không tăng quá là mạnh nhưng mà đi với những cái biên độ biên rất là siết, và những cũng bắt đầu có những cái cây thanh khoản tiền nợ lớn rồi. Rồi. Và nó vẫn giữ được những cái nền giá tương đối là tốt, và theo em đánh giá là chúng ta hãy là theo dõi nếu một dòng tiền tiếp tục hướng đến cổ phiếu này thì chúng ta hoàn toàn có thể là mở mua anh chị, nếu như anh chị em mà không mua được những cổ phiếu khỏe hay là không có những điểm mua đẹp thì chúng ta phải đi tìm những cổ phiếu mà đang cho chúng ta cơ hội sắp tới trong giai đoạn tới nha anh chị, hay là những cổ phiếu như là GAC chẳng hạn, nó cũng đang rất là gần những điểm mua anh chị, tuy nó bây giờ nó chưa đẹp đâu nhưng có thể là trong tương lai những cổ phiếu như vậy nó sẽ thành những điểm sáng đó anh chị. Rồi về những nhóm ngành bất động sản khu nghiệp đúng không ạ? Bất động sản khu nghiệp chúng ta thấy những cổ phiếu khỏe như là GVR, ok. GVR thì nó đã là form cổ phiếu vượt đỉnh rồi. Nếu chúng ta mua thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể canh lại rung lắc những cái vùng 34.6 anh chị. Đây là sẽ là dạng cổ phiếu mua vượt đỉnh và test đỉnh anh chị. Còn nếu anh chị em muốn mua với cái phong thái mà an toàn hơn đúng không ạ? Thì những cổ phiếu như là VGC đây, nó đang rất là gần những cái vùng mà hỗ trợ kiếm và giao găm này rồi. Thì khi nó bùng nổ ở những cái điểm này thì sau đó những cái con này sẽ có những cái trạng thái tăng rất là mạnh. Mua ở đây thì gần hỗ trợ và mua với những kỳ vọng nha anh chị. Mua ở đây là mua với những điểm kỳ vọng. Khi nó chỉ cần những cái cây tiền vào lớn như cái phiên ngày 13 tháng 3 này thì cổ phiếu này hoàn toàn có thể thay đổi xu hướng nha anh chị. Anh chị có thể thấy là cái vol nó đi rất là kiệt rồi, chứng tỏ là nó đang rất là cân bằng ở những vùng giá hiện tại. Đó, anh chị sẽ chú ý những cổ phiếu như vậy nha. Xem KBC là KBC thì yếu hơn nha anh chị. Mình sẽ tập trung vào những cổ phiếu nào mà ít nhất là phải trên hỗ trợ. Hay là PHR cũng vậy, nó đều cho chúng ta những điểm mua tương đối là đẹp. Nhóm ngành chứng khoán thì có vẻ là nó phân hóa rất là mạnh, khi là những cổ phiếu khỏe thì nó không cho chúng ta những cái điểm mua đẹp. Hôm qua chúng ta thấy là AGR đúng không ạ? AGR nó bắt đầu có những cây break này. Ok, cổ phiếu này cũng tương đối là ổn anh chị. Nếu mà nó có những nhịp test về những cái vùng 20.8 này thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia nha anh chị. Hay là ORS cũng có phiên đi ngược thị trường ngày hôm qua thì hôm nay cũng test lại những cái vùng 16 đây, thì cũng là điểm mà chúng ta có thể là tham gia và kỳ vọng những cổ phiếu như vậy nó có thể là break quay trở lại những vùng đỉnh cũ và tạo ra những xu hướng mới anh chị. Dòng tiền nó cũng bắt đầu chú ý đến rồi, thì khi vào chúng ta vào thì cổ phiếu này cũng khá là an toàn đấy, nó sẽ không, nếu mà thị trường xấu thì nó cũng không bị rơi sâu đâu, vì chúng ta đã có những cái sự bảo đảm của dòng tiền lớn ở trong đây rồi. AGR xem nào, AGR nó cũng có tiền vào đấy anh chị. Còn những cổ phiếu ở kênh dưới như là SSI thì nó khá yếu anh chị, nó vẫn nằm ở dưới những vùng kháng cự ở phía trên. Tuy nhiên là cổ phiếu ở những cái vùng nền nó còn phải tái tích lũy lại trở lại, nó đang ở trong những cái xu hướng ngắn hạn là tương đối là yếu đấy anh chị, nó phải cần tái tích lũy lại mà sẽ phù hợp với anh chị em nào mà mua gom dần với những vị thế mục tiêu trung hạn anh chị. Về những cái mục tiêu chung và dài hạn thì những cổ phiếu chứng khoán luôn là những cổ phiếu hot, và khi thị trường tăng giá thì không thể nào thiếu được các cổ phiếu đầu ngành của nhóm ngành chứng khoán anh chị. SSI hay là VCI hay là HCM cũng đang ở gần những vùng hỗ trợ tương đối là mạnh rồi. Còn nhận định về chỉ số VN-Index thì chúng ta thấy là hôm nay thì nó lại bắt đầu quay trở lại những cái vùng nền dưới và những cái vùng hỗ trợ cái zone này rất là sát rồi anh chị. Với những cái vol mà kẹp như vậy thì chúng ta vẫn có thể là kỳ vọng là thị trường nó vẫn đi tái tích lũy ở trong những cái biên từ 1255 đến vùng 1271 nha anh chị. Nếu mà nó đi tích lũy được trong biên này sẽ là những cái kịch bản mà chúng ta có thể đưa ra là những cái kịch bản tốt nhất nha, trong cái khoảng tuần đầu tháng 6 nha anh chị. Nếu mà về nhìn được khung ngắn hơn là khung 1 giờ thì thật ra là
VN-Index đang đi vào những vùng mà khó khăn đấy anh chị. Nếu mà trong 1 đến 2 phiên nữa mà nó không giữ được trên những vùng 1260 này, mà nó mất đi những vùng 1260 thì rất dễ là trong ngắn hạn là cổ phiếu này sẽ gặp áp lực bán và quay đầu giảm tương đối là mạnh, có thể là về những cái vùng 1230 nha anh chị. Lên 1 đến 2 phiên đầu của tháng 6 sẽ là những viên cực kỳ quan trọng. Nếu mà nó vượt được qua 1268, 1269 thì nó sẽ là kịch bản tốt đẹp nhất. Và khi nó vượt qua đây thì có thể là biên của nó trong những ngày tiếp theo có thể là từ những vùng 1269 đến vùng 1280. Thì kỳ vọng khi đó nó tái tích lũy trở lại đến vài phiên thì nó sẽ có cơ hội vượt đỉnh nha anh chị. Còn 1-2 phiên đầu tuần của tháng 1-2 phiên đầu tuần sau ấy, anh chị, mà nó không giữ được những cái vùng 1259 này thì chúng ta hãy cẩn trọng và có thể là cần phải cơ cấu và bán bớt hàng đi anh chị, đưa lượng tiền mặt của chúng ta về những mức lớn anh chị. Còn hiện nay thì chúng ta thấy là thị trường nó vẫn ổn, vẫn như có những cổ phiếu mà đi ngược được thị trường, nên việc chọn cổ phiếu trong giai đoạn này sẽ rất cần những công cụ hỗ trợ anh chị nhé. Tại sao mà chúng ta có những công cụ hỗ trợ mà tìm ra được những cái điểm mua cho ghi chẳng hạn, đúng không anh chị? Ghi mà sao hôm nay biết được là những phiên tới nó có xác suất tăng giá cao, hay là ALV đúng không ạ? Anh chị em xem livestream thì đều có những khuyến nghị như vậy. Còn những cổ phiếu mà mình mua ở nền đúng không, có thể là chưa chạy đúng không, nhưng mà nó vẫn ở trên vùng hỗ trợ, nó không mang cho chúng ta những mức lỗ quá là lớn, chỉ loanh quanh 1% thôi. Hay là những cổ phiếu chúng ta đã mua HDC trước đó đúng không ạ, có thể nó rình rằng nó rung lắc nhưng mà nó vẫn giữ ở trên những cái vùng mà hỗ trợ 30.4 anh chị, chưa mất đi những vùng này thì chúng ta vẫn có thể là tiếp tục kỳ vọng và nắm giữ. Và khi nó thực sự là xấu, nó gãy đi vùng này, ok chúng ta cắt lỗ cũng chả sao cả. Hay là như những cổ phiếu như là Khang Điền đúng không ạ? Ok, Khang Điền thì chúng ta mua ở những cái vùng 35.5. Ok, con này em mua 35.5. Đó, đúng, đúng 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 như vùng giao găm. Thì ok, nếu mà không mất đi vùng 35.5 thì mình vẫn có thể tiếp tục giữ. Bởi vì cổ phiếu đó chưa gãy đi trend, nó vẫn còn trong xu hướng thì mình chưa có gì phải quá là lo lắng cả. Mình phải đi tiếp tục đi tìm kiếm cơ hội và cơ cấu danh mục của mình qua những cổ phiếu mà tốt hơn. Hay là chúng ta thấy là những cổ phiếu như là gì ta? À, dầu khí đúng không? PVC. Chúng ta mua ở những cái điểm 16 đúng không? 16, 16.2. Hiện nay thì nó đang bị lỗ nhẹ nhưng mà chúng ta vẫn giá 15.85, nó vẫn đóng cửa được trên vùng hỗ trợ này thì chúng ta sẽ chưa bán anh chị. Khi nào mà đóng cửa 15.8, ok chúng ta chấp nhận cắt lỗ. Chúng ta thấy là những cổ phiếu như là của nhóm dầu khí cũng đang có những mô hình tương đối là ok cho chúng ta đánh cái nhịp T cộng anh chị. PVD này thực ra là hôm nay mình có thể là mua đánh trong T cộng được này, đó khi test lại những vùng 31.5 hay là HAH đúng không ạ? HAH khi chúng ta mua ở những vùng 43.6, 43.7, à 41.6, 41.7 thì hiện nay nó vẫn đi vào những vùng mà mang cho chúng ta những mức lợi không phải là lớn nhưng mà cũng 2-3%, nó chưa vi phạm gì. Thì cơ hội cổ phiếu này nó vẫn còn có thể là tăng giá về những vùng 43, 44 nha anh chị. Đó sẽ là tại sao chúng ta phải tìm đi ra những cổ phiếu khỏe mà chúng ta lựa chọn và cơ cấu ngang qua, thì chúng ta không tập trung ở những cổ phiếu yếu anh chị, bởi vì dòng tiền nó luôn luôn tìm đến những cổ phiếu khỏe và cổ phiếu khỏe thì nó vẫn sẽ tiếp tục khỏe thôi. Nên chúng ta hãy đồng hành cùng nhau để tìm ra những cổ phiếu tốt nha anh chị, để cho những nhịp tăng sắp tới của thị trường, để có thể là có những danh sách hay là những cổ phiếu tốt trong danh mục cần cơ cấu, thì anh chị có thể là liên hệ với Zalo của em Huynh ở trên góc màn hình, thì đó chúng ta sẽ cùng đồng hành và lọc ra những danh mục tốt nhất cho thị trường trong thời gian sắp tới nha anh chị. Ok, cảm ơn anh chị đã theo video nhận định ngắn của mình về thị trường trong phiên ngày 31 tháng 5. Kính chúc anh chị có một buổi chiều vui vẻ. Ok, bye bye.